tôi hợp tác với cả những bà con nông dân, những người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Và sứ mệnh chúng tôi là mang những cái gia vị của Việt Nam chinh phục những bàn ăn thế giới. Chúng tôi thành lập năm 2013. Lĩnh vực của chúng tôi là chuyên sản xuất, chế biến và xuất khẩu các mặt hàng gia vị như là gừng, nghệ ớt, tỏi xả. Và khi mà họ tham gia vào cái chuỗi liên kết sản xuất cây gia vị đối với công ty Da Xe, thì cái thu nhập hiện nay đối với cả trước đó của họ ấy, thì được nâng cao lên 6 lần. Chúng tôi cũng đồng hành với bà con trong cái việc là những cái mùa bị sâu bệnh, bị lũ, thì cũng có thể đồng hành để tập huấn, đào tạo bà con, thu sớm với bà con để bà con có thể là có những cái sản phẩm có thể tiền để trang trải cho cuộc sống của họ. Ngoài trồng cần thì tôi trồng ngô, trồng lạc, và mỗi năm trồng ngô thì cũng được mấy triệu, nhưng mà là trồng cần thì được nhiều hơn. Lạc cũng được mấy triệu, nhưng mà ngoài ra cũng là cần là được nhiều hơn lạc. Em thực ra bọn em vào công ty làm sau một tháng. Đấy là công ty cũng mua bảo hiểm cho tất cả toàn bộ công nhân viên. Có chứ ạ, nói chung là cũng hỗ trợ được cũng kha khá đấy ạ. Cái quan trọng nhất đối với trong cái việc mà phát triển của công ty chúng tôi ấy, đấy là con người là yếu tố quan trọng nhất trong cái chuỗi phát triển của chúng tôi. Từ người nông dân là những người trồng ra những cái sản phẩm nông sản, và thứ hai là những người sản xuất, người chế biến ra những sản phẩm rồi đóng gói, và thứ ba nữa là những người về kinh doanh. Chúng tôi cũng được học hỏi rất là nhiều từ phía các thành viên, các công ty khác trong dự án FD. Họ lan tỏa và tạo giá trị cho công ty Da Xe chúng tôi rất là nhiều. Chúng tôi có thêm những niềm tin, có những thêm những động lực để chúng tôi có thể là phát triển những cái mô hình sản xuất của công ty, cũng như là giúp đỡ bà con ở vùng sâu vùng xa nó tốt hơn. Kế hoạch 5 năm tới của chúng tôi làm nào để xây dựng khoảng 500 hectare vùng nguyên liệu hữu cơ tại huyện Hà Quảng và huyện Hoa An, tỉnh Cao Bằng, với khoảng tầm 6-7.000 hộ dân. Chúng tôi cũng có những kế hoạch sẽ xây dựng những cái nhà máy sơ chế tại vùng nguyên liệu, cũng như là nhà máy chế biến sâu và đóng gói tại Hà Nội, để làm nào để chúng tôi tiết kiệm được chi phí đầu vào, cũng như rút ngắn được thời gian sản xuất, tạo được sản phẩm có giá trị tốt hơn, cũng như là mang lại cái giá trị cao hơn cho tất cả các cái nhân tố tham gia vào cái chuỗi giá trị đó.